Công ty SoftBank của Nhật Bản chuẩn bị bán Pepper, một loại robot công nhân có khả năng làm việc bù đắp lại tình trạng thiếu hụt lao động tại quốc gia dân số già này. Trước đây, robot Pepper thường chỉ được mua sử dụng để làm việc nhà, chăm sóc người già, trẻ em hay tham gia vào các công việc nguy hiểm. Mức giá cho robot này là gần 200.000 yên một con. Cải tiến mới của nó là khả năng học hỏi và bày tỏ cảm xúc. Tốc độ xử lý CPU của robot này nhanh và nó còn có khả năng thể hiện tình cảm, cảm xúc. Sắp tới chúng tôi sẽ bán những sản phẩm đầu tiên ra thị trường. SoftBank cho biết, robot có thể hoạt động liên tục 12 giờ mới cần sạc điện. Mỗi lần sạc phải tốn 6 tiếng. Robot này có khả năng sử dụng điện toán đám mây để chia sẻ dữ liệu, tuy nhiên vẫn đảm bảo thông tin cá nhân cho chủ nhân nhờ cơ chế bảo mật. Những robot mang tính ứng dụng cao xuất hiện ngày càng nhiều ở Nhật Bản. Những robot giúp việc nhà đã xuất hiện gần 10 năm nay. Ngành sản xuất robot của Nhật Bản hiện trị giá khoảng 860 tỷ yên và dự tính lên gấp 3 lần từ đây đến năm 2020.